quý vị đến với cái drama này vì Nguyên Vũ, fan của Nguyên Vũ thì mới là quan trọng. Còn quý vị đến đây là vì có nghệ sĩ Vũ Linh thì nó không có gì gọi là quan trọng hết. Và cũng không có gì phải để chúng ta bàn luận. Và không có gì để chúng ta phải phân định ai đúng hay sai. Bởi vì chính các em ở trong cuộc sẽ biết rằng ai đúng hay sai. Bây giờ quý vị có nói cô A này sai, chú B này sai, hay là chị C này sai. Nhưng điều quan trọng nhất là anh A, chị B, cô C có nhận ra mình sai hay là không, đó mới là điều quan trọng. Dạ cảm ơn quý vị khán giả nhiều ạ. Mình chỉ thương là vì cái sự giận hờn của Vũ và Phương Lê sẽ gây cái áp lực cho Ni. Thật sự là tôi buồn, là bộ tôi buồn như vậy đó quý vị. Nguyên một ngày hôm qua là tôi chỉ có lên một cái status thôi, bài tôi viết mà tôi còn không lên luôn mà. Cái bài ảo hai á, cái bài ảo hai là tôi đã viết xong rồi đó mà tôi vẫn không lên luôn mà. Tôi buồn là buồn, tại sao buồn là tại vì bản thân của Ni quá nhiều áp lực. Bản thân của Ni phải đánh Nam dẹp Bắc. Bản thân của Ni vừa phải kết hợp với luật sư Kha, luật sư Ngọc để theo cái vụ kiện này. Và Ni lại còn phải theo Phương và theo Vũ để Ni làm vừa lòng hết hai, hai 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 anh chị của mình, một người bạn của mình và một người anh của mình. Ở đây mình thương Hồng Loan chỉ có năm thôi quý vị. Tại vì tất cả mọi chuyện với Loan làm là đều do sự quyết định của Ni. Mình thương Ni tới 50 lần. Mình thương bé Loan năm nhưng mà mình thương Ni tới 50 lần. Còn cái cách thể hiện cái giận dữ với nhau là tùy theo quyết định của mỗi người. Ví dụ như cái cách phản biện của Vũ là Vũ lên Facebook, Vũ viết bài. Còn cái cách giận của Phương là Phương livestream, Phương nói thẳng. Nhưng điều quan trọng nhất là các em phải hiểu là cái cách chọn lựa của mình nó là tích cực hay là nó là tiêu cực. Đó mới là cái điều quan trọng. Mạng xã hội nó là con dao hai lưỡi. Nhờ mạng xã hội mà bé Loan được cứu. Tính dám nói cái câu đó, nhờ mạng xã hội mà bé Loan được cứu. Nhờ mạng xã hội là bé Loan mới được cứu. Và cũng vì cái mạng, cũng nhờ mạng xã hội mà chúng ta biết được những cái chiêu trò, những cái kế hoạch và thậm chí cả những cái suy nghĩ của bên kia. Khi nói về cộng đồng mạng, khi nói về bản thân tôi, nói về bản thân Lộc Vườn Cây, nói về những người lên tiếng bảo vệ Hồng Loan. Nhưng cẩn thận, mạng nó cũng là một cái con dao mà nó có thể giết người. Nó có thể làm cắt đứt mọi mối quan hệ. Nó có thể bôi nhọ danh dự của người khác. Và nó có thể đưa người ta đến con đường. Nó có thể người ta đưa người ta đến con đường cùng. Rất nhiều trường hợp dùng mạng xã hội để công kích và chính những nạn nhân mà họ không chịu nổi, họ đã phải tìm cách tự hủy để tránh những cái tiếng xấu mà người đời gieo cho họ. Mỗi một người có một cách thể hiện riêng, nhưng mà điều quan trọng là mình chọn cái cách thể hiện của mình. Mình phải phải đặt nó vào cái điều mà tiêu cực hay là tích cực. Nói chung là mình không có nói mục đích của Vũ, mục đích của Phương, mục đích của Ni, mục đích của Tính, mục đích của E đến với Hồng Loan vì cái gì hết. Trước tiên là mình thấy là thương Hồng Loan, chúng ta mới đến với Hồng Loan. Rồi sau đó là mình vì cái lòng ái mộ của mình dành cho cố nghệ sĩ. Cho nên còn những cái chuyện sau này thì tự khắc mọi người sẽ biết. Tôi nghĩ là trong cái chuyện nội bộ lục đục này, quý vị
cái team mà dì yêu thương mà đến đâu có cần phải chia là hai phe. Nếu như thật sự ai mà chia là hai phe, ai mà nó thôi nản quá đồ này nọ, rồi ai mà lên án Phương Lê hay là ai là công kích Nguyên Vũ, thì rõ ràng là các bạn đến đây không phải là vì Hồng Loan, không phải là vì cố nghệ sĩ Vũ Linh, không phải vì hai chữ công bằng, mà mình đến vì idol của mình, đến vì thần tượng của mình. Thật sự trong thâm tâm của Tính, Tính có tâm sự với một người liên quan tới Hồng Loan. Tính có nói nếu như Hồng Loan mà đi theo con đường showbiz á thì đã đi từ lâu rồi. Quý vị cũng thấy nhiều trường hợp cha mẹ làm nghệ sĩ nổi tiếng mà con không có khả năng nhưng mà vẫn vẫn lên sân khấu làm nghệ sĩ được, đã đi từ lâu rồi. Nhưng mà vốn dĩ á anh Nam Vũ Linh á, anh nhìn thấy được ở bé Loan cái sự chân chất, cái sự thiệt thà. Bước chân vào showbiz quý vị không chiêu trò, quý vị không thành công. Bước chân vào showbiz mà mình không có mưu hèn kế mọn, mình sẽ không thành công. Bước chân vào showbiz mà thẳng thắn quá cũng sẽ không thành công, hiền lành quá cũng không thành công. Quan trọng nhất là mình chiêu trò nhưng mà mình có hãm hại người khác hay không, mình có dồn người ta vô bốn đường cùng hay là không, mình hung dữ để tự bảo vệ cho mình, tự bảo vệ cho cái chỗ đứng của mình, chứ mình không phải hung dữ để mình hiếp người. Con đường showbiz nó gian nan lắm quý vị, Tính gần 30 năm rồi. Và quý vị cứ nghĩ đi, nếu như đối với con người của bé Loan như vậy, bảo đảm mà bước chân vào showbiz 3 tháng là bà nghỉ luôn, bị giăng liền. Đâu có chống lại người ta, trong gia đình còn chống không lại. Dạ chào luật sư Kha nha. Chào luật sư Kha mới vào kênh với các bạn. Đúng rồi quý vị, cái câu rất là hay của bạn Trinh Nguyễn. Theo dõi drama là để biết đúng sai chứ không theo xu hướng, không theo thần tượng nha. Không, thật sự ra thì ai cũng tốt hết bạn. Mình thì mình không có đồng ý với cái ấy. Nhiều khi đối với những người ngoài họ xấu nhưng mà khi mà đến với Hồng Loan thì họ tốt thì sao, nhưng mà trước mắt là mình thấy là họ muốn giúp cho bé Loan, mình cứ nghĩ về cái hướng tích cực trước đi, chứ mình đừng có nhìn những cái chuyện giống như Tính đã nói rồi. Dĩ vãng thì ai cũng có, quá khứ thì ai cũng không có phải là trọn vẹn, nhưng điều quan trọng nhất là cái hiện tại người ta đến với bé Loan vì cái gì, người ta làm cái gì được cho bé Loan, chỉ có vậy thôi. Dạ vậy hả? Anh Kha nói anh Kha bận quá đi Đức Hòa, mới xuống xe là anh Kha vô kênh của Tính liền. Khúc xúc động quá, xúc động quá anh Kha ơi. Thiệt riết vào cái hả, anh Kha biết không, mỗi ngày em livestream là em cứ chờ hoài, chờ quý vị khán giả rồi chờ anh Kha nữa. Dạ anh giữ gìn sức khỏe nha anh. Em cũng nhắn tin cho mấy anh chị, mới nhắn cho Ngọc này, nhắn cho anh nè. Làm gì làm nhưng mà các anh với các em là phải giữ gìn sức khỏe. Thấy cô Ngọc cổ liên tục, cổ bay liên tục, anh Kha cũng vậy. Chỗ này chỗ kia để mà lo về những cái vụ kiện rồi giúp cho thân chủ của mình, rồi đi liên tục. Đi liên tục, anh Kha rồi Ngọc. Ân làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha anh, ăn uống đầy đủ, anh có sức khỏe thì anh mới có tinh thần để mà giúp cho bé Loan nói riêng và giúp cho tụi em những người tham gia vào drama này, để tụi em biết thêm về cái sự công bằng của luật pháp.